TVA56 xin mến chào quý anh chị em nha. Nãy giờ tự nhiên bị ho quá sức trời, thành ra còn đang mệt. Hôm nay thì TV muốn chia sẻ với quý anh chị em về về cái tin mà của ông Dương Văn Thả. Thì hôm nay thì phải nói TV256 rất là vui. Rất là vui thì vì nghe cái cuộc mà nói chuyện của một người linh mục gọi là tên là Nguyễn Duy Tân. Nguyễn Duy Tân thì làm TV nhớ lại cái đất nước mình có ông mà vua Hàm Nghi đó. Vua Hàm Nghi mà là cũng lấy tên là Duy Tân. Thì đó. Nếu quý anh chị em mà hiểu về lịch sử thì ông vua Duy Tân như thế nào hả? Và chào Dương Văn Bá nha. Vua Duy Tân là cái người mà quan thần đó hỏi ông vua Duy Tân rằng là để TV nhớ lại câu chuyện, gọi là nước dơ thì phải rửa bằng cái gì, thì ông vua Duy Tân nói là rửa bằng máu. Đại khái là như vậy đó, nói lên cái tấm lòng mà yêu nước của một vị vua như vậy. Thì hôm nay thì chúng ta thấy đây là một người cũng là tên linh mục mà tên là Nguyễn Duy Tân. Thì người linh mục đó gọi điện thoại cho anh Vương Văn Thả. Thì để cho quý anh chị nghe cái đoạn audio nha, đoạn audio của giữa gọi là mình linh mục Nguyễn Duy Tân và anh Vương Văn Thả. Thì linh mục Nguyễn Duy Tân đó lại tòa đại sứ rồi nói chuyện những người mà tòa đại sứ Mỹ đó là cô Pamela Pontius, đại khái là cũng có người đại diện cho tòa đại sứ Hoa Kỳ đã can thiệp vào biết biết cái câu chuyện về ông Vương Văn Thả. Nói thiệt hồi nãy ho quá sức trời ho, thành ra bắt đầu cũng hơi khan tiếng, mà tại vì mình muốn tường trình cái vấn đề cho quý anh chị em sớm càng tốt, thành ra mình cũng phải livestream luôn. Mời quý anh chị em nghe cái đoạn audio đặc biệt này nha. Các anh chị em có nghe rồi thì nghe thêm một lần nữa cũng không sao ha. TV mời quý anh chị em lắng nghe. Chào bác Hạ. Hôm nay em có dịp sang tòa đại sứ Hoa Kỳ để gặp những nhân viên ở sứ quán Hoa Kỳ đó, thì bác Hạ có gửi gắm có nó muốn nói điều gì với lãnh sứ quán Hoa Kỳ không? Tình hình bác Hạ sao rồi, bác Hạ trình bày cho em biết. Dạ, kính chào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam. Tôi là Dương Văn Thả, sinh năm 1969, ở tại ấp Vĩnh Định, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Và chúng tôi xin tha thiết yêu cầu Đại sứ quán và sẽ cứu cho đất nước Việt Nam, vì Đảng Cộng sản đã giết dân, nó tiêu diệt quyền con người, nó đã giết từ Bắc đến Trung Nam và tất cả tôn giáo. Vì nay chúng tôi đứng lên để nói là những điều gì mà chúng tôi đã bị Đảng Cộng sản bỏ đói của nhiều năm tù, và nó đã hành động tàn nhẫn dã man của nhiều năm tù. Tôi có đủ tang vật chứng cứ, nhưng khi về trở về nhà, nó thả tôi về, nó còn là nó dây quanh, nó ám sát để nó làm những điều chúng tôi không thể nào yên tâm mà ăn. Đến khi đầu năm chúng tôi xin lên một cái bài tố cáo Đảng Cộng sản, thì hoàn toàn từ đó tới giờ nó dây quanh, nó siết chặt bằng đủ thứ,
nói gần hơn cách đây 16 ngày, nó đã cúp hết nước, cúp hết điện, nó không cho một ai bán một món gì vô nhà để ăn, nó bỏ đói bữa nay nữa là 16 ngày, từ lớn tới nhỏ. Có bà cụ già gọi là bà ngoại vợ, bà 80 tuổi, bà lặn nghĩa chay đá dầm mà không nước giặt rửa cho bà. Trong nhà có em bé 4 tháng tuổi, và có đứa cháu khuyết tật và cả 9 người mà nó giết như thế này, nó chọi đá vô, và trúng nhiều người bị thương. Và bây giờ là đá vẫn còn, tất cả các cái tăng vật chứng cứ này vẫn còn, nó dục đồ, không biết là cái gì lạ, giống như một chất độc mà chúng tôi không dám lỡ gặp. Bây giờ nó đã hành động ngày ngày đêm đêm, những ngày qua nó không thể nào nó ngừng lại, nhà tắm nhà cầu nó vô nó đập, nó phá cửa nhà nó xuống dưới hết. Bây giờ chỉ còn một màn cửa nữa là chúng tôi, nó sẽ đến chúng tôi, thì chúng tôi nếu không còn đường sống thì chúng tôi không thể nào sống được, thà là con người chết chứ nếu mất tự do con người sống không được. Bây giờ tôi yêu cầu đại sứ quán sẽ lập lên cái hiến pháp luật quốc tế nhân quyền của Việt Nam. Đảng Cộng sản đã cố ý ngoan cố dã man trà đạp hiến pháp luật quốc tế mà chính Việt Nam được hưởng và toàn dân được hưởng, mà Cộng sản nó đã tiêu diệt hết. Bây giờ gia đình chúng tôi xin tha thiết khẩn cầu đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và có linh mục đến đó, thì chúng tôi rất mừng, đây là một niềm vui cho dân tộc, vì dân tộc phải có luật, dân tộc phải có quyền. Nếu dân tộc sống bất luật bất quyền của Cộng sản cướp như thế này thì chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Chúng tôi xin yêu nước là bằng tự do, bằng dân chủ, bằng Việt Nam Cộng Hòa. Vì lý do nào tôi không chấp nhận Đảng Cộng sản, tại Đảng Cộng sản bán nước, giết dân, cướp dân, và chúng tôi không thể nào chấp nhận Đảng Cộng sản được. Xin đề nghị và lập lên hiến pháp Đảng Cộng sản vi phạm như thế nào phải xử đục lực nghiêm minh cho toàn dân được là làm chủ. Tôi xin muốn để thỉnh ý với đại sứ quán, vì lâu nay Đảng Cộng sản giết dân, bây giờ dân phải thành lập lên cái quân đội nhân dân tự vệ để cho nhân dân phải bảo vệ nhân dân. Chứ nếu bảo vệ đảng thì đảng giết dân từ bao nhiêu ngày trầm trọng như thế này, nhưng không có người tới can thiệp. Bây giờ tôi xin đề nghị quốc tế phải cho nhân dân chúng tôi từ Nam chí Bắc thành lập lên cái quân đội nhân dân tự vệ của Việt Nam Cộng Hòa để người dân bảo vệ người dân. Chứ lâu nay người dân bị Đảng Cộng sản giết từ Bắc chí Nam và như thế này mà không có gì cứu hết, bị súng đạn là Cộng sản nó nắm hết. Bây giờ người dân lú lên là nó đập, lú lên là nó đập, lú lên là nó quánh, lú lên là nó giết. Thành ra bây giờ chúng tôi đang yêu cầu quốc tế phải cho chúng tôi xin thành lập lên một cái đội gọi là nhân dân tự vệ tầm trong dạt nhọn để bảo vệ dân tộc chúng tôi, dân tộc bị Cộng sản cướp hết từ đó tới đây đã đầy rồi. Chúng tôi xin tha thiết, và anh Linh Mục và tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở Việt Nam có gì ý kiến cho tôi hiểu biết. Và chúng tôi rất mong cầu quý vị quan tâm đến nhân quyền luật pháp quốc tế mà Đảng Cộng sản đã ký, và có điều gì để ý kiến tôi sẵn sàng lắng nghe. Đối với em thì em cũng góp ý với bác Hà. Thứ nhất là bác Hà có quyền yêu thích chế độ Cộng sản. Bác nếu bác Hà không thích chế độ Cộng sản, bác Hà có quyền nói những điều đó, bác Hà không hoàn tội gì hết á. Bác Hà thích chế độ dân chủ Việt Nam Cộng Hòa, bác Hà cứ nói. Rồi cái thứ hai nữa là nếu mà bác Hà mà tự thiêu á, thì đối với em thì em không có đồng ý. Lương tâm của một linh mục, của người Công giáo thì đấy, không có đồng ý. Như vậy thà Cộng sản nó giết thì bác chịu, chứ bác không nên tự thiêu. Tự thiêu như bác đối với Công giáo chúng em là không có đồng ý. Rồi rồi hơn nữa đối với người bình thường thì em thấy là bác mà chết đi thì chết đi một người con của dân tộc Việt Nam, một người anh hùng của dân tộc Việt Nam, đó là một cái tinh hoa của dân tộc. Em cũng rất là chân tình khuyên bác là đừng có nói đến vấn đề tự thiêu, mình chỉ tố cáo Cộng sản thôi. Còn nó làm hại gì thì bác cứ lên tiếng, bác cứ livestream như vậy. Thế thì trong 16 ngày qua thì em nghĩ là mấy đứa nhỏ của bác có thể nó đi ra ngoài nó mua rau mua gạo rồi chứ, mấy đứa con của bác á. Dạ không, không ai ra mua gì được hết, mà cũng không ai tiếp tế được một món gì hết, nó cấm nó bắt hết. Nói chung là rõ bằng chứng cả địa phương đều chứng minh. Dạ, đúng rồi, đấy là cái tuổi Cộng sản. Dạ,
6 ngày qua không còn ra ngoài được, không còn làm một cái gì được hết. Bây giờ nó canh đầu trên đầu dưới, là nó canh trực tiếp. Nó bây giờ nó bắt thằng rể tôi á, tức là không được quyền vào nhà. Nếu mà vào nhà là mày phải bắt con mày ra. Rồi thằng rể tôi nó nhớ con nó khóc mà nó không dám gì. Công an mỗi lần á là nó biểu rể tôi kiện cho về nhà tôi là phải mở loa lớn cho thằng công an nghe, mấy thằng an ninh cộng sản nghe. Mà bây giờ thằng con tôi nó vẫn điện gì mà nó khóc, nó nhớ con nó không dám gì. Rồi á là cách đây 2 ngày cộng sản nó biểu con tôi phải mua đồ ăn đi đem về đi, nó bảo vệ nó gạt thì thằng con tôi nó đem về tôi không nhận. Tôi nói đây là tại vì đồ ăn này đem về có cộng sản tiêu, cộng sản là chấp nhận để mua đem vô, thì tao không chấp nhận vì cộng sản nó bỏ đói từ lâu rồi. Thành ra thằng con tôi vừa đem lại tới cửa thì cộng sản nó vui là phải nó bao chết thì mới chờ, nếu không con tôi đưa đồ vô là nó chặn cho nó bắt. Thành ra đây là 16 ngày qua gia đình không còn trường nào để cho mua đồ ăn về ngoài vô hết. Ở đây chúng tôi tuyên bố thẳng thắn một câu, Đảng Cộng sản Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nguyễn Phú Trọng, Hồ Chí Minh là không xứng đáng là một con người mà không có một cái luật pháp, không có một cái hiến pháp dân chủ, hoàn toàn là cướp giết hết quyền dân chủ của con người luôn cả tổ quốc. Thì còn danh và lời ý của tôi là không chấp nhận Đảng Cộng sản nữa, nếu chẳng còn thì toàn dân chúng tôi phải chết, và nếu toàn dân chủ tự do thì chúng ta cần phải tiêu diệt Đảng Cộng sản, tại vì Đảng Cộng sản đã cố ý vi phạm luật pháp, dân không chấp nhận những điều đó, và dân phải tôn trọng thì Việt Nam hòa mới có dân chủ từ Nam chí Bắc, không thể nào từ Bắc chí Nam thiếu một ai mà bị cộng sản hành hạ nữa, vì cộng sản đã cố ý trả tôi và còn phải nước cho Trung Quốc gì thì chúng tôi không thể nào chấp nhận cộng sản. Thà là dân tộc chúng tôi chết hết thì chúng tôi không chấp nhận và chế độ cộng sản. Hey. Em vẫn chưa hiểu về hết cái vấn đề mà bác bị chặn về nguồn lương thực, nguồn điện, nguồn nước. Tại sao mà bác vẫn còn livestream được? Như vậy là bác vẫn có điện, rồi nguồn nước như thế nào, rồi thức ăn trong ngày hôm qua. Bác cứ nói cụ thể trong ngày hôm qua bác ăn được những cái món gì, hay là bác bị đói hay như thế nào. Chứ em vẫn chưa có tin về bác 16 ngày không có gì mà bác sống được. Bác không bắt nói thêm về vấn đề này, bác cứ nói thật đi. Ăn gạo rồi, ăn mà ăn gì nó hàng ngày đêm đến giờ này ngồi để chờ chết chứ không còn đường ăn. Thành ra đây sức bây giờ trong nhà đuối thân không có mua gì ăn. Giờ làm sao bác có điện để livestream như vậy được? Trong 16 ngày này, có món gì mua đồ ăn cho họ, thành ra bây giờ trong nhà ngơ ngác hết. Bác làm sao có điện được không? Nhà nước nó có cho điện không? Để uống nước uống rồi. Ở dưới sông mé dơ cầm mé nước lên để uống sống đỡ qua ngày, cũng chưa biết nơi nó bình quản như thế nào. Múc ở đây nó thọc dây xuống một cái dưới là nó cắt dây nó bỏ. Cắt dây bỏ tài nghệ thì. Ở đây á, là điện á, chúng tôi có một cái bình chúng tôi mua trước khi mà chúng tôi đã xảy ra. Thành ra chúng tôi biết cộng sản nó phải giả mang, chúng tôi có mua cái bình ắc quy. Bình ắc quy. Và chúng tôi có còn được điện tới. Và trong nhà là hoàn toàn tối mùi hết trơn, ban đêm không còn một cái bóng đèn nào hết, mà Đảng Cộng sản nó tung đá vô, nó tung đủ thứ vô. Thành ra những điều làm của cộng sản như thế này chúng tôi không chấp nhận được, vì chúng tôi đã nhu cầu đại sứ quán của Hoa Kỳ ở Việt Nam và trình đến tổng thống Donald Trump sẽ có một cái nhiệm vụ cùng quốc tế cộng đồng và lập lại cái hiến pháp mà Đảng Cộng sản đã ký, mà quyền con người Việt Nam đã có, mà Đảng Cộng sản nó trả đạp, nó tiêu diệt con người luôn cả tổ quốc như thế này, thì người dân không thể nào đồng ý. Và yêu cầu linh mục và đại sứ quán của Hoa Kỳ sẽ lập lên một cái hiến pháp kêu gọi tòa án quốc tế đối xử Đảng Cộng sản để cho người dân chúng tôi mới được sống, mới được tự do. Cảm ơn bác Hạ nhé, rồi chào bác Hạ, chúc bác được bình an.
được giải thoát tự do, cộng sản nó sẽ không còn ngăn cản bác như vậy nữa. Xin chúc bác được mạnh giỏi. Chào bác. Dạ dạ dạ. Tôi yêu cầu nếu là có thì chúng tôi cũng trình bày đến đại sứ quán và yêu cầu bà con và cái lệnh đốt xe và không còn nữa. Lệnh đốt xe không còn nữa. Bây giờ lên cờ vàng ba sọc đỏ và yêu Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Hòa Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ là một dân chủ, một nó là tự do cho toàn con người, và yêu cầu lên nói với mọi người không còn đốt xe mà phải diệt sạch hết tất cả các cái gì của Đảng Cộng sản là vi phạm với con người. Vâng vâng vâng, cảm ơn bác, chào bác nhé. Dạ, đó, quý anh chị em nghe những cái đoạn audio đặc biệt giữa Linh Mục gọi là Nguyễn Duy Tân nha, Nguyễn Duy Tân, tên rất là hay, rất là đẹp. Thì chúng ta thấy ông Vương Văn Thả đó, chúng ta thấy không, những cái người mà đấu tranh đó họ nó có cái chiến thuật chiến lược đồ đàng hoàng, chứ đâu phải là cái lúc nào là cũng y như vậy đâu. Lúc thì kêu gọi lại là dùng xe để mà phóng hỏa để mà đốt rồi sẽ bồi thường, rồi bây giờ kêu là đừng có dùng xe để phóng hỏa nữa. Đại khái là gì, đó là những cái chiến thuật để mà nên có thể là đấu tranh với cái thằng cộng sản. Nhiều cái nó cũng phải, đâu phải là lúc nào cũng y như vậy, thành ra nó gọi là chiến thuật thôi. Thành ra TV256 nói nó có những cái chiến thuật chiến lược, thành ra nhiều khi đó mình đừng có gọi là trách dội quá. Mình giờ mình nghĩ là cái có thể là lần đầu tiên mà mình nghe cái vụ mà phóng xe đó, mình cảm thấy là có thể là ổng khùng, thí dụ vậy. Nhưng mà mình đừng phán xét dội, nó chỉ là chiến thuật thôi. Rồi bây giờ ta đổi lại là xuống đường với cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đại khái vậy, biết đâu là cuối cùng lại thêm cái này thêm cái nọ nữa, mà ngày 30 tháng 4 rồi chưa tới mà quả cái cuộc đấu tranh của ông Vương Văn Thả, TV cảm thấy là rất là khâm phục, rất là khâm phục. Tại vì đó mình đừng có nghĩ rằng là ổng giết hết cả gia đình, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Nhưng mà đó là cái chiến thuật, cái chiến thuật của người ta có thể áp dụng như vậy để người ta mới đạt được cái hiệu quả đấu tranh. Chúng ta nên nhớ như vậy, phải áp dụng đủ mọi gọi là chiến thuật. Cái sự thật là ổng có một cái người mà khi mà có cái lòng yêu nước đó, có cái lòng yêu nước như vậy đó, thì họ có lòng gọi là thương con thương cháu, rồi là thương những người anh em đồng đội với mình. Chính người trong đó đó, làm sao mà ông Dương Văn Thả ổng đủ nhẫn tâm vậy là ổng đốt hết, ổng phóng hỏa hết. Nhưng mà đó là cái chiến thuật đấu tranh là phải vậy, phải cương quyết sống chết thì nó mới thành công được. Chứ nếu mà mình mà cái kiểu mà không có dụ cương quyết á, rồi mình sợ hãi quá, rồi thành ra đó TV mình nói cho ngay ra hoàn toàn là không có bình luận về những cái lời mà của ông Vương Văn Thả, cũng như ông muốn là coi như là cả gia đình tự thiêu. Nhưng mà TV thấy nhiều người người ta cứ thọt vô, người ta nói rằng là đừng có nên làm như vậy, thì người ta chưa có biết được cái chiến thuật, cái chiến lược của ông đi như thế nào, thí dụ vậy đó. Thì rõ ràng là sự thật là cái lòng yêu nước của ông đó là phải áp dụng những cái chiến thuật như vậy thì mới có thể thắng được cộng sản. Mình phải cương quyết như vậy. Mà bây giờ cái tiếng nói của ông được đến tòa đại sứ Mỹ rồi, và TV nghĩ rằng là tiếng nói của ông rồi là được vang dội rồi khắp thế giới luôn, khắp thế giới luôn đó, chứ không phải là chỉ có cộng đồng người Việt không,
Và những cái tiếng nói của ông đó là vang dị, rồi là khắp năm châu, khắp khắp cả nước, khắp cả nước chứng kiến được cái sự đấu tranh kiên cường của một cái người yêu nước như vậy. Thì nó, cái tiếng nói của ông đó nó vực dậy được cái sức mạnh của toàn dân, nó vực dậy cái tinh thần gọi là người dân mạnh mẽ thêm và không còn sợ hãi cái đảng cộng sản nữa, hoàn toàn không còn sợ hãi nữa. Ông Dương Văn Thả đó, ông làm được thì nói tiếp người khác làm được, là ông đó lót được cái con đường đi rồi. Thành ra đó, đối với TV 256, ông Vương Văn Thả chính là một anh hùng dân tộc, cứu cả một dân tộc bắt đầu bằng cái con đường đi của ông. Mà con đường đi của ông đem cái sinh mạng của ông để mà đấu tranh như vậy, mà ngày nay được tòa đại sứ Mỹ chú ý và những tòa đại sứ khác chú ý đến, thì thằng cộng sản không có thể nào vi phạm. Bây giờ đủ thứ cái việc mà vi phạm nhân quyền của cộng sản hết á. Người ta đã lấy nước từ sông để mà người ta nấu cơm thì cộng sản cắt dây, không có cho lại là nướng. Tại vì cái nhà của ổng là ở mé sông. Mé sông thì những cái mà nước mà lớn mà nó vô á thì nó thiệt đó, nước lớn nước ròng là cái phần đó nó dơ giấy lắm. Mà ổng phải dùng những cái nước đó để mà tạm thời để mà nấu ăn. Còn ở trong nhà thì có cái bình ắc quy để mà chạc điện vô cho cái mà livestream cho cái phone của ổng. Mà ổng đâu có cần phải nói. Ổng để cho mọi người thắc mắc, tò mò đủ thứ hết đó, mà người ta cũng không cần hỏi nữa. Người ta cứ coi như vậy đi. Mà đến lúc mà mười mấy ngày sau người ta tìm ra được những cái bằng chứng là ổng không có ăn thiệt. Ổng nhịn đói mà bây giờ chỉ có gạo thôi. Gạo và nước đó, rồi nước dơ gì thôi. Đó, cái tình trạng mà vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng. Giống như là người cha của đứa bé đó cũng không có được lợi mà tiếp xúc để mà tiếp trợ đồ ăn cho ổng. Thành ra đó, cái vụ của ổng rồi là cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này đó là vi phạm rất là trầm trọng cái quyền của con người. Là anh không thể nào mà anh cúp điện, rồi cúp nước, rồi chặn lại những cái sự sống của chính người như vậy. Khi mà anh làm nhà cầm quyền mà anh chặn sự sống của chính người, mà trước gọi là tòa đại sứ Mỹ, trước những cái mà cơ sở quốc tế mà bây giờ nó lan truyền rộng rãi, khi mà người Mỹ người ta đặt chân vào á, thì tự nhiên là cả thế giới rồi là biết những cái tin sự thật như vậy, biết được những sự mà vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và mọi cả thế giới phải lên án cái điều này. Thì khi mà mình đạt được cái thành quả như vậy đó, người dân sẽ không còn sợ cái chế độ này nữa. Nó thật với có thể ngày 30 tháng 4 này đó, gọi là có người gọi là kêu gọi rằng là ở nhà để mà gọi mà biểu tình tại gia. Nhưng mà TV nghĩ đây là cái thành quả của ông Vương Văn Thả, thì mình phải càng biểu tình ra ngoài chứ không phải là tại gia, để mình hỗ trợ cái tinh thần đấu tranh của ông Vương Văn Thả. Mình không có sợ. Cái quyền biểu tình nó nằm ở trong hiến pháp, điều 25 của hiến pháp. Cái điều biểu tình nó rõ ràng như vậy. Thì người dân mình phải được biểu tình. Và khi mình bắt đó, thì mình nói các anh đã vi phạm hiến pháp. Hiến pháp nó đã cho chúng tôi có cái quyền biểu tình, thì chúng tôi có quyền xuống đường biểu tình. Chỉ hiến pháp nó không có cho chúng ta bạo động thôi. Nhưng mà quyền biểu tình là cái quyền của chúng ta. Đừng có bao giờ sợ cái đó. Khi mình làm một cái việc mà đúng, việc chính nghĩa là mình nên làm. TV, sự thật là TV như vậy đó là đúng. Ở đây bây giờ nó
Ok. Xin lỗi quý anh chị em nha, nó hơi bị trục trặc tí xíu. Sang tòa đại sứ Hoa Kỳ. Ô, bây giờ để gặp những nhân viên ở sứ quán Hoa Kỳ đó. Xin lỗi nha. Có gửi gắm, có nói, muốn nói điều gì với. Rồi, để con lộn xộn rồi thấy không? Rồi. Đó, thành ra hôm nay sẵn đây là bên Việt Nam cũng là 29 tây. Thế thì TV256 cũng gọi là có cái lời kêu gọi quý anh chị em xuống đường biểu tình. Tự nhiên xuống đường biểu tình không sao đâu. Đừng có cái tâm thức mà sợ hãi. Chúng ta khẳng định, các anh em xuống đường biểu tình đó, khẳng định với nhau là chúng ta anh em làm thực hiện theo cái quyền của hiến pháp. Cái quyền hiến pháp, cái điều 25 các anh nhớ đầm lòng như vậy. Và tất cả những ai vi phạm hiến pháp thì các anh em tố cáo. Và các anh em sỉ nhục họ là đã vi phạm quyền hiến pháp. Cái quyền hiến pháp là cái quyền mà tất cả mọi người phải tôn trọng. Dù anh là lính công an, ngay cả gọi là chủ tịch nước cũng phải tôn trọng quyền hiến pháp ấy. Thấy không? Thành ra nói thật ấy, bây giờ mà cho TV gọi là có cái quyền gọi là bỏ phiếu để bầu người làm tổng thống, chắc là TV bầu ông Vương Văn Tả. Thật tình bầu tổng thống tạm thời để mà trong cái hậu cộng sản, khi mà cộng sản sụp đổ thì tự nhiên là đảng cộng sản sụp đổ thì tự nhiên là mình phải có một cái người làm tổng thống. Cuộc đấu tranh của ông rất là hay, kiên cường, chấp nhận hy sinh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình không làm được chuyện đó. Mình không làm được chuyện giết những người mà gia đình của mình, cá nhân của mình hy sinh được. Nhưng mà cái chiến thuật của ông đi rất là hay. Chiến thuật rất là hay. Mà để động đến tòa đại sứ Mỹ. TV biết bây giờ tòa đại sứ Mỹ quan tâm đến là thằng cộng sản đó. Nó muốn giết ổng thì lẽ dĩ nhiên là nó có quyền giết ổng rồi. Nhưng mà TV nghĩ rằng là đại sứ Hoa Kỳ không bỏ qua đâu. Mà không phải đại sứ Hoa Kỳ không, mà tất cả các quốc gia trên thế giới đó, nó đều có liên lạc với nhau, nó đều có quan hệ với nhau. Mà cái nhà cầm quyền cộng sản gọi là không thể nào làm được. Nếu mà có ngon thì cứ giết ổng đi. Ở trong tay mà cộng sản mà nói cho ngay đó là nó rất là tàn ác. Nó rất tàn ác, nó có thể nó có nhiều thủ đoạn để mà giết ông Dương Văn Thả. Đến ngay bây giờ chúng ta cũng chưa chắc là biết được là ông Dương Văn Thả được tự do. Chúng ta chỉ đoán thôi. Chúng ta chỉ đoán là người đại sứ là của chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến. Và Linh Mục Nguyễn Duy Tân có nói chuyện với cái người mà đại diện cho tòa đại sứ là cô Pam Pontius, thì có chụp hình ảnh với cô làm việc trong tòa đại sứ Hoa Kỳ. Thì cô ta đã lấy cái danh hiệu là đại diện thôi để mà thay mặt cái người mà đại sứ thật sự là Ted Osius. Thì mình thấy đây là một cái thành quả mà rất là vui. Phải gì mới được chứ. Mình nhiều lúc mình phải cứng rắn. Mình phải cứng rắn chứ không phải là lúc nào mình cũng là lo sợ cái người cộng sản. Mình phải cứng rắn với họ. Mình mới đạt được cái thành quả như vậy. Hôm nay TV cũng thấy một cô có một cái tin rất là đặc biệt nữa là quý anh chị em ở trong Sài Gòn đó thì có thấy cái vụ mà cháy lớn ở đường mà Võ Văn Kiệt không?
Thì đó, một cái tin tức mà TV nghe từ chị mà Lisa Nguyễn đó. Chị Lisa Nguyễn thì có một người trong nước gọi ra là có cái tin cháy lớn ở đường Võ Văn Kiệt. Rồi thêm một cái tin nữa ở trong nước đó là ông mà bí thư thành ủy Sài Gòn đó là sẽ bị gọi là cách chức, sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng luôn. Bí thư thành ủy Sài Gòn là Đinh La Thăng đó, thưa quý anh chị em. Mình nghĩ là cái chuyện nó xảy ra rất là lớn trong cái vấn đề mà xung đột tranh giành quyền lực với nhau đó. Nghe không? Nó đang xảy ra trong cái những cái cấp gọi là cao nhất của Cộng sản. Tại vì Đinh La Thăng đó chắc gì ông đầu hàng ông Nguyễn Phú Trọng. Chắc gì ông Nguyễn Phú Trọng cầm tay ông được. Thành ra hôm qua TV256 cũng đặt một câu hỏi ở trên Facebook mình cho vui, rồi coi ông Đinh La Thăng ông có chịu rồi là để cho ông Nguyễn Phú Trọng cầm cái tay không. Ông là bí thư thành ủy Sài Gòn mà muốn mà bắt ông thì chắc không có dễ đâu. Nếu mà bắt lén thì quả mai được thôi, chứ nếu mà ông biết được mà Nguyễn Phú Trọng muốn bắt ổng thì TV nghĩ rằng là không dễ đâu đó. Ổng là người đang có quyền lực mà. Thành ra dạ, chào bạn Loan Trần nha. Chào bạn Lê Quốc Minh, chào Cát Bụi nha. Đó thì Cộng sản ngồi trên hiến pháp, ngồi xổm lên hiến pháp ở ngay cái đường 4 hiến pháp mà TV cũng tường thuật cho quý anh chị em rất là nhiều lần về cái vấn đề đó. Bản hiến pháp mà tự nhiên để cái tên Trình Đình rồi là Đảng Cộng sản. Rồi mai mốt mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà thí dụ mà thay thành cái Đảng Tự do đi, rồi cái Bắc hiến pháp phải thay cái hiến pháp à, thay cái tên à. Thành ra nói mà mình đặt để cái tên mà danh từ riêng của cái đảng mình mà nằm trong bản hiến pháp đó, đó là cái chuyện thô bỉ rồi, đó là cái chuyện vi phạm vào hiến pháp rồi. Tại vì cái danh từ riêng của một cái đảng phái nào nó có thể thay đổi, nên nó không thể để nằm trong hiến pháp được. Mà thêm một cái điều thứ hai là hiến pháp là phải công bình, là phải bình đẳng. Thành ra điều 4 nên trở thành một cái điều gọi là mọi đảng phái, mọi tổ chức đều có thể gọi là lãnh đạo đất nước, chứ không phải chỉ có một đảng cộng sản. Thấy không? Lãnh đạo được đất nước bởi cái lá phiếu của người dân. Đại khái là như vậy. Ban hiến pháp nó phải tạo dựng được cái sự công bình. Khi mà người ta đặt luật á, là người ta làm sao để mà cái luật đó nó công bình đối với mọi người, hoặc là công bình đối với tất cả các đảng phái, chứ không phải đặt một cái luật mà gọi là ngồi xổm lên đầu người ta. Đảng Cộng sản, chỉ có Đảng Cộng sản được quyền gọi là lãnh đạo thôi. Ngay cái điều 4 như vậy là thấy là anh lưu manh không? Một cái việc mà làm anh lưu manh như vậy đó là đủ chứng tỏ là người dân không có cần tôn trọng những cái tên lưu manh như vậy. Những cái tên lưu manh nó phải bị lật đổ. Ngày hôm nay những cái tên lưu manh đó ngồi xổm lên cái bản hiến pháp bằng cái điều 4 là phải bị lật đổ. Chỉ cần người dân gọi là tức giận, gọi là người dân hiểu ra được cái bản hiến pháp là các anh phải bị lật đổ. Tại vì các anh làm một cái chuyện lưu manh, đúng không? Các anh chỉ cho cái quyền của các anh là đảng Cộng sản là được lãnh đạo thôi. Còn đảng Việt Tân hay là đảng Dân Chủ gì không được quyền lãnh đạo. Chỉ có đảng Cộng sản là được quyền lãnh đạo. Mà cái đảng Cộng sản của anh là một cái đảng thối nát nhất, một cái đảng tội ác nhất trong cái lịch sử dân tộc Việt này. Một cái đảng vô cùng tội ác luôn.
đã tội ác mà còn gian manh nữa. Thành ra đó có ông Vương Văn Thả mới là trị được các anh thôi. Mà chỉ có ông Vương Văn Thả lấy cái sinh mạng của mình để mà trị các anh. Đó là những cái người ta gọi là anh hùng dân tộc. Cứu cả đất nước mà có cái tấm lòng hy sinh như vậy là trở thành một người anh hùng. Chào Nét Đợt nha, Sopak đi ha. Chào Trần Khang, chào Hoàng Phi Hoàng nha. Thấy mình thấy coi như là mình rất mừng nha. Mà gần ngày 30 tháng 4 mà chúng ta thấy xáo trộn không? Nào là cháy đường Võ Văn Kiệt, nào là hàng ngũ mà đầu não, rồi là đánh đấm nhau, rồi là cách chức nhau. Mà cái vai trò của một bí thư thành ủy Sài Gòn nó đâu phải là nhỏ đâu. Coi như là ổng cầm đầu cả nửa nước á. Cái vai trò của ông Đinh La Thăng là cả nửa nước, chứ đừng có nói là chỉ Sài Gòn không. Nhưng mà đại khái là Sài Gòn là nó thành phố nó lớn nhất, nó tới trên 10 triệu dân lận. Nó trên 10 triệu dân lận. Mà khi mà ông cầm cái chức vụ mà thành ủy Sài Gòn rồi đó, thì mấy các tỉnh lân cận đồ đó thì cũng có thể là ông cũng quen biết hết vậy đó. Thành ra đó, muốn cách chức ổng mà muốn cầm tay ổng đâu phải là dễ đâu. Nó có những cái chuyện nó lục đục nó xảy ra rồi, nó có thể là làm cái chế độ này nó sụp đổ. Mình hoàn toàn mình không biết được. Chế độ cộng sản nó sụp đổ nhanh lắm, mà nó gần như là nó không có cho người ta biết giờ phút nào nó sụp đổ. Nó qua bao nhiêu cái trận mình thấy đó, làm như là con người không có đoán được cái sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Cộng sản cái nước nào cũng vậy, mình không biết. Gần như mình không biết, mà tới hồi nó sụp đổ một, lúc đó mình mới thấy lạ. Giống như mà Liên Xô nó sụp đổ rồi mình mới thấy sắc kỳ vậy. Mới có 1-2 ngày nó sụp đổ rồi, trong khi mà nó mạnh, hùng mạnh như vậy. Mới có 1-2 ngày rồi sụp đổ rồi nó kéo theo rồi là đầu tiên là Ba Lan đó. Ba Lan rồi Đông rồi Liên Xô rồi Đông Đức rồi ô thôi hàng mấy chục quốc gia rồi là theo cộng sản sụp đổ đó. Có thằng Việt Cộng với thằng Trung Cộng này đó, nó lại là nó xém bị sụp đổ thôi. Tại vì các quốc gia khác ỷ y thôi. Hàng triệu dân đứng lên để mà phản kháng, để mà Thiên An Môn mà rốt cuộc nó giết hết. Mấy chục ngàn nạn nhân rồi là nó giết trước cái họng súng là xe tăng hết. Nó cán bẹp hết. Một cái quảng trường Thiên An Môn. Nói với TV256 là có đặt chân đến quảng trường Thiên An Môn rồi đó bà con. Nó phải qua một cái đường hầm rất là dài. Mà đường hầm rộng lớn ghê lắm. Vì đường hầm đó rồi mới đi lên trên cái quảng trường Thiên An Môn. Mà quảng trường Thiên An Môn thì nó rộng dễ sợ luôn. Mà nó chỉ là cái bục xi măng thôi. Nó bục xi măng thôi mà. Nói thật đó, TV thấy cái thằng cộng sản mà Trung Quốc đó, nó không có làm tốt cho người dân. Một cái quảng trường Thiên An Môn như vậy đó, TV dòm lại là hỏi khắp nơi hết đó, kiếm một giọt nước không có. Mấy anh chị em tin không? Kiếm một giọt nước không có. Nó làm rộng lớn như vậy đó, nhưng mà đặc biệt là nó không có cầu tiêu. Nó hoàn toàn nó không có cầu tiêu. Muốn cầu tiêu á là phải đi qua cái đường hầm, rồi đi trở ra đường lại rồi lại mấy cái nhà hàng rồi mới có cầu tiêu. Nó xây dựng á, nó xây dựng lớn vĩ đại, nhưng mà
nó không có để mà phục vụ con người. Nếu mà phục vụ con người á, thì Thiên An Môn đó phải có dồi nước cho người dân, phải có dồi nước uống, giống như bên Mỹ đó, mình gặp đau đó, mình cũng thấy dồi nước uống, rồi mình thấy phòng vệ sinh. Một cái Thiên An Môn vĩ đại chỉ là đường xi măng thôi, chỉ là cái sân lớn thiệt lớn, sân rộng thiệt là lớn, mà để mà cái đường xi măng mà hoàn toàn không có cầu tiêu và không có nước uống. TV hứa danh dự với quý anh chị em đó là không phải là TV nhận xét thôi, tại vì TV đi khắp Thiên An Môn rồi, và TV hỏi những cái người mà sinh hoạt ngay đó. Bây giờ TV muốn cần cái cầu tiêu, hoàn toàn không có cầu tiêu, không có chỗ nào hết, tại vì nó chỉ là mặt phẳng thôi, mà nó trống rỗng hết trơn vậy, nó trống rỗng, nó đâu có hàng quán gì đâu, hoàn toàn không có hàng quán gì, chỉ là một cái sân vận động lớn thiệt lớn. Bây giờ TV muốn gọi là rửa mặt cũng không được. TV hỏi khắp nơi chứ không phải là hỏi một người không, cứ hỏi 5-7 người mà họ gần cái đó, họ nói chỉ có cách đó là đi bộ qua bên, đi băng ngang qua cái Thiên An Môn cũng được, mà cái Thiên An Môn nó cũng lớn lắm, rồi mình đi băng ngang qua bên đó thì cũng có nhà hàng. Nếu mà mình không đi đường hầm á thì mình đi băng ngang qua thì cũng xa, còn mình đi đường hầm thì xa lắm, đi đường hầm thì rất là xa, đường hầm gọi là cũng vĩ đại đó, lớn lắm, đường có thể là đường hầm mà có thể là xe tăng đi được luôn đó. Mà hai chiếc ba chiếc còn rộng, còn ba chiếc còn đi được, đường hầm nó lớn vậy đó. Rồi đường hầm đó nó mới có dẫn thang lên, rồi nó mới lên trên Thiên An Môn. Vậy mà bởi vì xe tăng nó lên được là đúng rồi, bởi vì xe tăng nó mới nhào vô, nó cán hết những cái người mà đấu tranh người đó. Xe tăng có thể nó đi từ, nó không cần đi đường hầm đâu, nó đi từ phía trước. Mà mình á, mình đi khắp nơi Trung Quốc đó, mình thấy cái điều tệ hại của nhà nước cộng sản đó là họ không có tạo cái điều kiện mà tốt đẹp cho người dân đâu. Đi khắp nơi đó không thấy cái vòi nước, không thấy cái restroom để rửa mặt rửa tay đồ cho người dân đâu, không có đâu. Không phải bên Mỹ là lúc nào cũng có restroom cho người dân đó. Mình đi bất cứ những cái nơi nào mà mình nghĩ là có restroom, rồi có phòng tắm cho người dân nữa, rồi có rửa mặt rửa tay, rồi cái restroom nó giống như là một cái chỗ mà mình có thể mình nằm ngủ luôn được, nó sạch sẽ như vậy đó. Ở bên Mỹ có thể là quý anh chị em không có thấy điều đó, không hiểu điều đó đâu. Cái restroom Mỹ đó đồng ý là nó là nhà vệ sinh, nhưng mà nó giống như ở nhà mình nha, nó không có mùi hôi thối đâu, hoàn toàn không có mùi hôi thối. Bây giờ người ta nói restroom Mỹ là nó đúng như vậy, nó đến đây để mà nghỉ mệt vậy, rest mà nghỉ. Còn mình mà đến mà Trung Quốc đó kinh hoàng lắm. Không dám đi restroom. Restroom Trung Quốc kinh hoàng lắm, nói thiệt. Xin lỗi. Tại vì đó mình đi chung cũng một số người mà người ta than phiền quá sách trời, thành ra mình cũng nín luôn, là mình không dám đi. Thành ra nói cho ngay đó, TV Anh 6 chưa từng cái chứng kiến cái restroom mà công cộng ở Trung Quốc, nói cái đó nó đúng. TV chưa từng, mình ráng nín rồi mình vô trong khách sạn rồi mình
mình thấy nó không có mà làm tốt cho cái người dân đó. Trung Quốc là vậy, sạch hơn cả nước Việt Nam. Còn Việt Nam thì cũng khỏi nói rồi, trời ơi đất ơi. Mà mấy cái đó nó đâu có cái gì mà khó đâu, làm cái restroom đâu có khó gì khỉ gì đâu. Mấy cái hạ tầng người ta làm hết đó thì người ta mới tạo được cái sự thoải mái cho người du khách. Thì khi đó thì người du khách mới đến lần thứ hai, thứ ba nữa. Rồi người ta còn giới thiệu cho bà con họ hàng đi thăm Việt Nam. Kinh hoàng. Tại vì mình khổ mà mình nghe người ta thuật, nghe thuật thế mà mình thấy mình chịu đựng được thì mình chịu đựng thôi, chứ sự thật mình không chịu là mình cũng phải đi thôi. Nhưng mà mình thấy mình chịu đựng nữa, tội giả thì mình đi. Thấy không? Mình có cái chịu đựng đó nó rất là hay, hồi nào tới giờ quý vị đó. Nói với TV 256 rồi là có mình may mắn là mình có cái dịp rồi là gần như là đi khắp thế giới vậy đó. TV cũng đi qua bên Ý nè, bên Đức nè, bên Netherlands nè, đi ở khu đèn đỏ đó, người đi Thụy Sĩ nè, đi Anh nè, đi Pháp nè, rồi đi Spanish nè, rồi đi Canada nè, rồi đi Mexico nè. Mình cũng có ghé máy bay thì có ghé qua Hồng Kông rồi Nhật Bản. Rồi Nhật Bản, rồi Singapore. Đại khái là mình đi chắc là phân nửa cái coi như cũng khá đó. Nhưng mà phải nói thật với quý anh chị em đó, không có nơi nào bằng, so sánh bằng nước Mỹ. Nó không có tiện lợi bằng nước Mỹ. Đúng không? Giống như mình đi qua bên bên nước Ý, mình đi toilet mình cũng phải trả tiền. Hoặc là mình đi, bây giờ mình mua đồ ở McDonald's đó thì mình cũng nó chạc mình thêm tiền, mình xin cái này cái nọ nó thêm tiền. Còn bên Mỹ là nó cho free thôi. Bên Mỹ đó, nội cái đường của nó đó, cái đường của nó rộng lắm, tại vì đó nó còn cả hai cái bên nữa. Một cái đường đã rộng rồi, nó còn cả hai cái bên để mà khi mà mình bị xe hư rồi mình tấp vô trong đó nữa. Nó là một cái con đường luôn, cũng là xây gọi là cái nhựa đen luôn. Nó là vậy đó, nó giàu lắm. Còn mình qua bên Pháp á, thì khi mình bị hư xe đó thì nó có mấy cái bục đó, nó có mấy bục rồi mình phải chạy cái xe vô trong đó, đúng không? Chứ không phải là nguyên con đường giống như bên Mỹ. Bởi vì bên Mỹ nó sang hơn nhiều, nó làm tốt cho người dân nhiều. Tại vì người dân, nước Mỹ là thật sự là dân chủ mà, tất cả những cái mà dân biểu nghị sĩ đều là phải làm tốt cho người dân hết á. Thành ra đi một đoạn là mấy chục cây số là nó có nơi gọi là rest area, là người ta đến đó người ta hút thuốc rồi người ta tắm rửa luôn, rồi người ta đi vệ sinh. Cứ vài chục cây số là có rest area mà nó sạch sẽ lắm, không thấy mùi hôi thối đâu, tại vì có người dọn dẹp thường xuyên. Nó chỉ cần mướn một người dọn dẹp thường xuyên là cái nơi đó là sạch sẽ, không có thấy mà mùi đâu. Đến mà restroom của Mỹ đó, là quý anh chị em nên nhớ là gần như không có chỗ nào mà có cái mùi hết á.
không bao giờ anh chị em mà thấy có cái mùi mà toilet đâu. Hay vậy đó. Mình biết mà những cái chỗ mà công cộng bên Việt Nam mình xong nó mình thấy cái mùi nó khủng khiếp luôn. Còn mình đây đó, thành ra tất cả người mà mình qua bên Mỹ đó, mà hễ mà đi restroom là mình biết là mình bảo đảm mình không có bị nó gọi là dơ giấy. Không có restroom nào mà dơ giấy, không có restroom nào mà không có mà có mùi. Phải hay chứ, phải hiểu cái giá trị cuộc sống của Mỹ, nó coi cái đó là tiêu chuẩn, đó là phải gọi là resume là đúng. Và chỗ mà mình nghỉ chứ không phải chỗ mà, không biết mình là mình về Việt Nam thì mình nói thiệt mấy cái cảnh đó mà mình quen ở bên Mỹ rồi mình thấy nó ở Việt Nam nó kinh hoàng lắm. Trời ơi, nhớ là mình đi mình đi Sông Hương, Sông Hương rồi mấy đứa bé rồi nó bán cái đi mà chùa Thiên Mụ đó, mấy đứa bé nó bán cái trái mà trái sim á, trái sim mà màu tím tím đó. Trời đất ơi, mình ăn trái sim vô cái mình bị không có cầu tiêu. Mình đi mà tới hồi mình lên được tìm đến cái cầu tiêu rồi đó, mình ở trong đời mình nó kinh hoàng quá sức trời đi, kinh hoàng quá rồi mình cũng phải nó không có nước dội, nó không có kỳ lắm á. Mất ngay ở trên núi mà không biết mình suy nghĩ tại sao nó làm cái cầu tiêu mà vệ sinh như vậy mà nó khó khăn đến mức đó ha. Mình nghĩ sự thật mà với cái sức con người mà với sự suy nghĩ của mình mà mình đâu có thể nào mà thiếu cái những cái cầu tiêu như vậy để cho du khách như vậy mà đi khắp nơi mà ở Việt Nam cũng giống y như trang như hình như có thể đỡ hơn, chắc cũng vậy. Hai nước cộng sản nó cũng giống nhau à. Ừ. Nó không có làm tốt cho người dân. Sau này thì mình biết làm sao, mấy chục năm sau rồi không biết tiến bộ không. Thôi bây giờ chắc là cũng là 53 phút rồi, nãy giờ 53 phút mình sự thật mình muốn cái chương trình mà nói chuyện của TV256 là cỡ khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, chứ nếu mà mình đưa quá dài á thì người ta lại chán nữa, nó dài quá người ta không coi đó. Thành ra TV cũng xin phép quý anh chị em nha. Mình đến đây là mình thấy tạm dừng là được rồi. Cảm ơn quý anh chị em đã đến với diễn đàn TV256. Dạ, TV xin chào.